Đợi em xíu nha. Hay xào, ngon ha. Ừ, ngon thiệt. Công nhận cái loa ở trên xe ngon thiệt. Mà mai có thể. Không nha, bây giờ là không có liên lạc gì nữa nha. Giờ là làm chồng làm cha của người ta rồi đó. Ủa đi đâu có tính liên lạc gì đâu. Tôi có vợ có con rồi mà tính hỏi là mai mua cái loa ở đâu mà đẹp quá vậy. Mua ở truyền hữu mua xích á. Anh thấy em nói đúng không? Đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu. Ráng nha. Thôi anh đi vô với mọi người đi. Em đi nha. Sao? Cảm ơn nha. Cảm ơn gì vậy? Vì đã không đợi em. Thế ra mai tới đây trước tôi luôn á, đợi gì? Mai anh định nói em hạnh phúc chứ gì. Yên tâm nha. Ủa đâu có. Anh định hỏi địa chỉ truyền hữu music để mua cái loa mà. Cái bấm vô kênh TikTok là biết nha. Đi vô đi.